Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe SUV gầm cao 7 chỗ ngồi, số tự động, máy dầu quý bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Ford Everest đây ạ. Chiếc xe được sản xuất năm 2012 và đăng ký biển Hà Nội nhé, đăng ký một chủ từ đầu. Chiếc xe này mới lăn bánh được có 11 vạn km thôi các bạn ạ. Rất là mới, rất là đẹp. Dàn lốp theo xe thì các bạn ạ cũng đã thay, vừa mới thay lên một cái dàn lốp mới, cũng còn một vài cái lốp của xe theo xe vẫn còn các bạn nhé. Vẫn còn một vài cái lốp theo xe còn nguyên các bạn ạ. Mới chạy có 11 vạn km thôi. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là chiếc xe không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, còn rất mới, rất là đẹp quý vị các bạn nhé. Và chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 395 triệu đồng. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2.5 2012 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest 2012 một chủ từ đầu này. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Ford Everest 2.5 Limited máy dầu, đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi xem một vòng quanh xe để xem về cái phần thân vỏ, phần nước sơn bên ngoài của chiếc xe. Sau chục năm sử dụng rồi, chiếc xe này là sau 11 năm sử dụng rồi các bạn nhé. 11 năm sử dụng rồi, mới có 11 vạn km, tính là mỗi năm có 1 vạn km thôi, một chủ từ đầu, cho nên là chiếc xe còn rất là đẹp các bạn ạ. Nhìn về cái phần nước sơn bên ngoài, nước sơn zin của xe cũng còn rất là nhiều đây các bạn nhé. Và ở cái phân khúc SUV thì chiếc xe này rất là hầm hố, gầm cao, hầm hố và đặc biệt là rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn nhé, vì là động cơ 2.5 máy dầu, rất tiết kiệm nhiên liệu rồi. Và ở cái bản Limited này thì xe cũng đã được trang bị rất là nhiều đồ. Nói chung là bản Limited là bản cao nhất rồi các bạn nhé. Là răng đúc 6 cánh rất là đẹp này, rất là khỏe này. Giá nóc này, lốp treo lưng, rất là địa hình các bạn ạ. Kiểu dáng SUV này rất là địa hình các bạn nhé. Đấy, và một cái xe này có thể nói là rất cơ bắp của Mỹ đấy các bạn nhé. Đấy, nhìn về cái phần thân vỏ bên ngoài thì rất là đẹp rồi các bạn ạ. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả, cho nên là còn rất đẹp này. Nước sơn zin của xe cũng còn rất là mới, cho nên là bóng bẩy đẹp luôn các bạn nhé. Rất là bóng bẩy, rất là long lanh và đẹp luôn. Nhìn về cái phần đầu, cái phần ba đời sốc trước của chiếc xe đây các bạn này. Đấy, từ những cái cụm đèn pha, mặt ca lăng, lưới tản nhiệt đều rất mới, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, mới đều các bạn nhé. Toàn bộ từ cụm đèn pha này, đấy, rất đẹp này, cho đến mặt ca lăng này, đến lưới tản nhiệt này, đều rất mới luôn các bạn này. Đấy, đèn gầm. Đấy, xe đã được trang bị sẵn là đèn gầm rồi, ở cái phiên bản SUV, tức là xe SUV gầm cao đấy ạ. Đèn gầm rồi, đầy đủ các bạn nhé. Gương chiếu hậu tích hợp xi nhan trên gương. Đấy, gương chiếu hậu là tích hợp xi nhan trên gương này, phiên bản Everest này. Đấy, lốp thì cái đôi lốp trước này thì chủ xe cũng đã thay đôi lốp trước này các bạn nhé. Và đôi lốp trước chủ xe thay rất là dày đấy các bạn này, còn rất dày này. Thay từ năm 2021. Đấy, từ 2021, đôi lốp trước thay 2021 mà còn dày như này. Đấy, điều này chứng tỏ là xe chạy rất là ít các bạn nhé. Đấy, là răng 6 cánh kép này, đúc mặt phay rất đẹp, rất là khỏe này. Bậc cửa là nhôm. Đấy, bậc cửa bằng nhôm rồi. Đây, cái lốp này là lốp theo xe này các bạn này. Đấy, xe được sản xuất năm 2012, nhưng cái lốp theo xe là 2011 đấy các bạn này. Hai lốp sau là theo xe các bạn nhé. Mới thay một đôi thôi. Đấy, mới thay một đôi lốp trước này. Đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Và nhìn về cái phần ba đợt sốc sau thì các bạn thấy đây ạ. Ba đợt sốc sau thì xe cũng đã được trang bị lốp treo lưng, nhìn rất là địa hình. Đấy, cụm đèn hậu này đều rất là đẹp này.
chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả quý bạn nhé. Cụm đèn hậu này đều rất là đẹp luôn. Đấy, đèn soi biển số này, nhìn những cái lắp cái biển số này nhìn cũng rất là đẹp luôn quý bạn ạ. Đấy, Everest này, phiên bản này là phiên bản 2.5 Limited quý bạn nhé. Xe cũng đã được trang bị là camera lùi. Cái camera này là camera hành trình lắp thêm thôi quý bạn ạ. Đấy, rất là đẹp luôn. Bậc cửa thì này, bậc cửa bằng nhôm, rất là đẹp luôn quý bạn này. Bậc cửa bằng nhôm. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Đôi lốp trước thì thay, đôi lốp sau là còn nguyên các bạn ạ. Đấy, một chiếc xe 2012 đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu, còn rất mới, rất đẹp như này các bạn này. Nhìn về cái phần ngoại thất thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất của chiếc xe các bạn nhé. Trước tiên thì cho các bạn xem về cái phần keo chỉ của cánh cửa đã nè. Keo chỉ còn nguyên bản đây, thưa quý bạn này. Keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này rất là mới, rất là đẹp quý bạn nhé. Đấy, ghế da xe cũng đã được trang bị nội thất ghế da rồi này. Lót sàn da mà chủ xe cũng đã trang bị cho chiếc xe này rồi. Đấy, rất đẹp luôn quý bạn nhé. Toàn bộ đều rất mới, rất là đẹp quý vị và các bạn ạ. Đấy, tất cả còn rất mới và rất đẹp luôn quý bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên lái cho quý bạn cùng xem này. Keo chỉ cánh cửa này. Keo chỉ là còn nguyên bản hết luôn quý bạn nhé. Chúng tôi cam kết là keo chỉ nguyên bản này. Táp bi cánh cửa đều rất đẹp này. Nội thất bên trong rất mới, rất là sạch quý bạn ạ. 7 chỗ ngồi, với chiếc xe 7 chỗ ngồi này thì rất là rộng rãi rồi. Đấy, sàn da này. Xe cũng được trang bị sàn da hết cả rồi các bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe để tôi sẽ nổ máy chiếc xe này lên cho quý bạn cùng xem này. Đấy, tôi đã nổ máy chiếc xe này lên rồi các bạn nhé. Tôi nổ máy chiếc xe này rồi. Đây, chiếc xe này đã chạy được hơn 11 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, đầu CD nguyên bản của xe này. Tôi cho nhỏ cái đi để tôi giới thiệu cho quý bạn nhé. Đây là cái gương camera hành trình. Cái này là camera hành trình, nó tích hợp cả gương trước gương sau đây các bạn nhé. Đấy, tích hợp cả gương trước gương sau đầy đủ hết rồi. Đấy, camera này, hành trình là cam lùi đầy đủ hết luôn các bạn này. Vô lăng cần số này đều rất là đẹp, rất là mới này. Táp bi này, táp lô này đều đẹp luôn các bạn ạ. 2012 đây nhé, một chủ từ đầu. Tính ra thì chiếc xe này mới lăn bánh được 11 năm thôi các bạn ạ. Đấy, rất là đẹp. Và tiếp theo thì tôi lại tắt máy đi và tôi ra bên ngoài tôi giới thiệu tiếp cho quý vị và các bạn cùng xem về những cái phần còn lại nhé. Và ở cái phiên bản 7 chỗ này thì xe cũng đã được trang bị cái dàn điều hòa ở trên trần cho hàng ghế ngồi thứ hai và hàng ghế ngồi thứ ba bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ mở cái cốp sau này ra cho quý vị và các bạn cùng xem này. Toàn bộ những cái cốp sau này, keo chỉ của những cái cốp sau này là cũng còn nguyên bản này. Đấy, keo chỉ cốp sau còn nguyên này. Ốc bản lề đây. Ốc bản lề cánh cửa cốp sau này là còn nguyên hết này. Và nội thất đằng sau thì rất là rộng các bạn ạ. Đây là đang gập cái hàng ghế thứ ba này lại đây, cho thấy là nội thất bên trong cũng còn rất là mới, rất là đẹp. Và chiếc xe này thì rất là rộng các bạn nhé. Có cả cửa gió điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba đây. Rất là mát các bạn ạ. Vì cái không gian của những chiếc xe Ford Everest 7 chỗ ngồi này nó rất là rộng, cho nên phải được trang bị đến dàn điều hòa, cả ba dàn điều hòa cho hàng ghế ngồi thứ ba này. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Toàn bộ là những cái phần keo chỉ cánh cửa này. Keo chỉ cánh cửa cũng còn nguyên luôn quý bạn nhé. Đấy, táp bi cánh cửa này đều rất mới luôn. Ốc bản lề cánh cửa còn nguyên hết này. Chưa có bị tháo ra đâu các bạn nhé. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nội thất từ táp bi cho đến phần nội thất này, ghế da, sàn da đều rất đẹp, rất sạch quý bạn ạ. Chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi rồi. Chiếc xe này chúng tôi cũng đã dọn dẹp qua đi một chút thôi. Gọi là dọn qua đi một chút thôi các bạn nhé. Rất đẹp luôn. Đấy. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cũng giống như vậy này. Keo chỉ là còn nguyên bản này. Táp bi rất là đẹp rồi các bạn nhé. Cánh cửa nguyên bản này, táp bi cánh cửa này đều rất đẹp luôn các bạn nhé. Đấy, rất mới, rất là đẹp luôn. Chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu. Nội thất đều rất đẹp luôn này. Một chiếc xe 2012, một chủ từ đầu các bạn nhé. Cho nên là chiếc xe được rất giữ gìn, cho nên là rất mới luôn ạ. Toàn bộ từ táp bi cánh cửa này cho đến phần táp lô, vô lăng cần số này,
đều rất đẹp quý bạn ạ. Nội thất của chiếc xe này đều rất đẹp và rất mới luôn quý vị bạn nhé. Và bây giờ thì tôi sẽ quay cho quý bạn xem là những cái phần gầm của chiếc xe đây quý bạn này, toàn bộ từ sắt xi. Đấy, đều rất mới luôn nhé. Với những chiếc xe chạy Hà Nội thì gầm nó không bao giờ bị dỉ đâu các bạn ạ. Đấy, gầm này rất đẹp, rất là mới luôn các bạn nha. Đây là cái phần gầm này, đều mới lắm các bạn ạ. Đây là đi chúng tôi là chiếc xe này chúng tôi vẫn đang sử dụng hàng ngày, thỉnh thoảng tôi vẫn lấy để tôi đi. Đấy, vì chiếc xe này chạy ở những cái vùng cao thì rất là thích các bạn ạ. Cho nên là thỉnh thoảng có việc đi đâu ra ngoài Hà Nội là tôi vẫn lấy chiếc xe này để tôi sử dụng đấy ạ. Cho nên là nó hơi bẩn thôi, chứ gầm chưa có dỉ gì đâu các bạn ạ. Rất đẹp đây này, rất mới luôn. Đấy, đây là cái phần gầm các bạn nhé. Phần gầm rất là mới, rất là đẹp luôn đây này. Tôi quay chi tiết chiếc xe SUV thì gầm nó cao cho nên là tôi có thể quay, tôi giới thiệu được cho quý bạn xem về những cái phần gầm này. Còn những chiếc xe sedan mà gầm thấp thì có thể không giới thiệu được ở những cái phần gầm ở đâu ạ. Tôi quay chi tiết luôn các bạn nhé. Và sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần động cơ của chiếc xe các bạn nhé. Ford cũng đã trang bị cho chiếc Everest 2012 này là một cái khối động cơ diesel 2.5 lít các bạn này. Động cơ turbo luôn các bạn nhá. Và TDCI đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu, rất là kinh tế, rất là hiệu quả. Với 2.5 thì rất là khỏe, nhưng nó là động cơ diesel thì rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi. Nó chỉ ăn khoảng 8 lít các bạn nhá, khoảng 8 lít dầu thôi các bạn ạ. Đấy, và cái động cơ này là chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là động cơ còn nguyên bản các bạn nhé. Động cơ nguyên bản, chưa có bị đâm đụng, chưa có bị ngập nước gì cả này. Toàn bộ từ những cái ốc cabo này đến keo chỉ cabo còn nguyên bản hết này, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì các bạn nhé. Đấy, ốc cabo cũng còn nguyên này, đến những cái ốc tai này cũng còn nguyên, toàn bộ những cái ốc tai và toàn bộ ở những cái phần khoang động cơ này là còn nguyên bản này. Đấy, chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì đâu quý bạn nhé. Và cái động cơ của Ford thì rất là bền quý vị các bạn ạ. Đấy, động cơ của Ford thì rất là bền rồi quý vị các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Ford Everest sản xuất năm 2012, đăng ký biển Hà Nội, một chủ từ đầu các bạn nhé. Chiếc xe này lăn bánh được 11 vạn km rồi. Chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Với chiếc xe này chúng tôi đang bán giá là 395 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Ford Everest 2012 một chủ từ đầu này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 320 đường Nguyễn Xiển để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên tới kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.